X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Lỗ Chí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, là một nhân vật trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am, sống vào những năm thời Bắc Tống, xếp thứ 13 trong 108 thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc. Ông vốn tinh khí cương liệt, thô lỗ thẳng thắn, phóng khoáng rộng rãi, trọng nghĩa khinh tài, yêu ghét rõ ràng, coi ác như thù. Biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng, ứng với sao chiếu mệnh Thiên Cô Tinh. Sao Thiên Cô nghĩa là ngôi sao cô độc trên trời, nói rõ ông là hiệp khách độc hành. Trừ ác giúp người, triển hiện một quãng đời đầy nhiệt huyết hùng tâm. Nhưng cái giá phải trả cùng với hiện thực mà ông phải đối mặt sau khi hành hiệp trượng nghĩa, thì có lẽ phàm nhân khó có thể chịu đựng nổi. Ông có thể tùy duyên dừng bước, có thủy có chung, không hổ danh anh hùng, đại trượng phu đích thực. Lỗ Chí Thâm ba đâm chấn quan Tây vong mạng, ông trừ ác giúp dân chúng được yên ổn, nhưng bản thân ông phải đối mặt với cảnh cô độc lang bạt nơi chân trời góc bề. Trong quãng đời của vị lữ khách cô độc ấy, ông đã từng xuất gia, từng phá giới, từng giết người, cũng từng cứu người. Ông là vị hòa thượng không theo giới luật, cũng là vị hiệp khách đứng ngoài danh lợi, vô luận ông nói gì, làm gì, lấy thân phận gì hành tẩu giang hồ, thậm chí có lúc chẳng rõ mình là ai. Nhưng điều bất biến là tinh thần xả thân của một bậc nghĩa hiệp mang đại dũng cùng sự vô tư quên mình của ông. Để hạt Lỗ Đạt một đi không trở lại, nhưng trong lòng bách tính, ông là vị anh hùng giúp dân trừ bạo, nhưng với quan phủ thì ông lại là một hung phạm đang trốn chạy. Thế nhân nhìn nhận thế nào, ông cũng chẳng để tâm, bảo toàn tính mệnh lúc này mới là điều cần kiếp. Ông ẩn trốn từ vị châu như cánh nhạn lạc đàn, cá con thoát lưới, hoang mang vô định không trốn nương thân. Lệnh truy nã theo sát như bóng với hình, nơi Đại Châu, ở Nhãn Môn huyện, do ông không biết chữ, nên khi nghe người ta đọc xong lệnh truy nã mới biết mình đang gặp nguy hiểm. Cơ sự thế gian quả khôn lường, có thể người được bạn cứu hôm qua trên đường, ngày mai lại trở thành ân nhân giúp bạn qua nguy khốn. Đang lúc nguy nan thì trên đường bỗng xuất hiện một cụ già, kéo ông vào chỗ vắng nói chuyện. Hóa ra là ông cụ họ Kim, cha con họ được Lỗ Đạt cứu giúp nửa tháng trước. Cô gái thật may, quả là khổ tận cam lai, lên duyên lành cùng triệu viên ngoài huyện này, sống sung túc mỹ mãn. Cô Kim muốn báo ân, cùng triệu viên ngoại tìm ra cách an thân tránh nạn vẹn toàn cho Lỗ Đạt, đưa ông đến văn thù viện ở Ngũ Đài Sơn cạo đầu xuất gia. Lỗ Đạt là một nam tử Hán thô lỗ, vô luận nhìn vào dáng hình hay tinh khí thì ông chẳng hợp với thân phận hòa thượng chút nào. Ông vốn khoáng đạt bốn bể là nhà nên chẳng cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Quyết định này nhìn như hời hợt, nhưng chúng ta cần biết ông là Thiên Cô Tinh hạ phàm, bước vào đường tu hành có lẽ chính là sự an bài trong vận mệnh của ông. Nhưng lúc đó linh tính của ông chưa hiển lộ, xuất gia chỉ là kế ẩn thân, nên những lần vi phạm thanh quy sau này kể cũng không có gì lạ. Linh quang nhất điểm, giá trị thiên kim, Phật pháp quảng đại, tứ danh Chí Thâm. Nghĩa là, linh quang lóe sáng, giá trị ngàn vàng, Phật pháp quảng đại, ban cho tên là Chí Thâm. Đây là bài kệ của trưởng lão Chí Chân, bài kệ đã làm ông thoát thai hoán cốt, trở thành hòa thượng Lỗ Chí Thâm. Ban đầu bước chân vào cửa Phật, ông như đứa trẻ mang nhiên vô tri, thân cư nơi áo đen kinh kệ kim vàng, nhưng tâm lại không nhập vào nơi đó. Lúc bái kiến Chí Chân trưởng lão, liền ngồi ngay lên giường thiền đối mặt với trưởng lão. Triệu viên ngoại nhắc nhở, ông liền buông một câu, sái ra không quen, rồi đứng ngay dậy. Khi cắt tóc, Lỗ Đạt không muốn bỏ bộ râu, bèn bảo người cắt tóc, để lại chỗ đó cho sái ra thì tốt. Trưởng lão nắn đầu tụ giới, ông bảo, sái ra nhớ rồi, làm người trong chùa bưng miệng cười khúc khích. Những cử chỉ như vậy thấy hệt kẻ giang hồ lỗ mãng, đâu có chút gì giống vị xuất gia. Chả trách các hòa thượng nhìn ông, đều nhận xét, chẳng giống người xuất gia chút nào, trông đôi mắt chứa toàn hung hiểm nên cực lực bài xích. Duy có trưởng lão Chí Chân mang huệ nhãn thâm sâu, nói về ông, thượng ứng thiên tinh, tâm địa cương trực, sẽ có ngày, chính quả phi phàm. Nên không nghe theo chúng tăng, cứ giữ ông lại chùa. Không ngoài dự liệu của chúng tăng, vừa nhập văn thù viện, Lỗ Chí Thâm đã gây nhiều rắc rối. Lỗ Chí Thâm độc hưởng, đặc quyền, không tham thiền cũng chẳng tụng kinh. Tóm lại ông muốn gì làm nấy nhưng không hại đến ai. Ai ngờ ẩn được 4, 5 tháng, tĩnh qua hoa buồn, ông tự ý xuống núi một chuyến. Tới lưng chừng núi thì gặp một người gánh rượu, cơn nghiện nổi lên, quên phát hết thanh quy giới luật. Ép người đặt gánh rồi cướp vò rượu uống một trận say be say bét. Đang lúc nồng hơi rượu, ông cởi áo ngoài buộc ngang eo để lộ hình xăm xanh lét sau lưng, bước đi loạng choạng, mình trần trùng trục cứ thế về chùa. Hòa thượng trong chùa thấy bộ dạng say khướt của ông, ai mà không nổi giận. Họ ồn ào đòi phạt tội. Lỗ Chí Thâm tính cũ chưa trừ tận, lại thêm say thì đâu có sợ gì, đồng môn còn chưa kịp đánh roi, ông đã vung tay đấm ngã họ rồi. May sao có Chí Chân trưởng lão ngăn lại kịp, vỗ về để ông đi ngủ, đợi hôm sau tỉnh rượu mới dậy bảo kỹ lưỡng. Ngày hôm sau, cao tăng Chí Chân dùng từ bi nhà Phật mà khuyên răn, Lỗ Chí Thâm sau khi tỉnh rượu biết mình thất lễ, thành thực quỳ xuống tụ giáo. Quả nhiên sau đó 3, 4 tháng, Lỗ Chí Thâm môn hành cẩn thận, chùa trở lại thanh tĩnh thái bình vốn có. Ngờ đâu vào một ngày oi bức, Lỗ Chí Thâm lại muốn đi chơi, việc trước đây cũng chẳng thèm nhớ đến, lần nữa bước ra khỏi cổng chùa. Lần này, Lỗ Chí Thâm đi thẳng một mạch xuống thị trấn nơi chân núi, cho là đã tìm được nơi rong chơi, liền cao hứng đi dạo xung quanh. Khi đi qua một lò rèn, bản tính con nhà võ bị kích phát, liền đặt làm một thiền trượng nặng 62 cân, khoảng 40 kg, và một thanh giới đao,
nặng hơn các binh khí thường dùng hàng chục cân. Rồi ông lại tìm một quán rượu nơi vắng vẻ, lúc này đối với ông thì rượu ngang cùng thịt chó trở thành mỹ vị chốn nhân gian, cứ tận sức hưởng thụ. Ông soạt chân ăn thịt cà tảng, dùng bát lớn uống rượu, bộ dạng một hòa thượng như vậy khiến người ta kinh ngạc ngây người. Lần này về chùa, Lỗ Chí Thâm lại gây ra rắc rối lớn hơn. Đầu tiên ông tới lưng chừng núi Luyện Quyền, vô ý đánh gãy một cột đỉnh. Lên tới cổng chùa thấy cửa đóng, ông liền nhổ cái cọc rào lên như nhổ túm hành vậy, rồi nhằm hai vị kim cang tượng ngoài chùa mà đập đồ ngả nghiêng, thanh âm chấn động. Hòa thượng trong chùa sợ võ lực của ông, lén lén rút then cổng rồi chạy nấp. Lỗ Chí Thâm đẩy cửa bước vào, hơn trăm tăng nhân tay cầm khí giới nghiêm trận xếp hàng. Lỗ Chí Thâm không chút sợ hãi, bẻ lấy hai cái chân bàn lao vào đánh lộn, khiến chúng tăng nhiều người bị thương. Nghiêm trọng nhất là chúng tăng bị ông quấy nhiễu khổ không kể xiết, không dám ở trong chùa để tiếp tục tu hành. Trưởng lão Chí Chân thấy ông gây họa càng ngày càng lớn, nếu giữ lại chùa thì chỉ tăng tội nghiệp, đành thu xếp cho ông đến chùa Đại Tướng Quốc để an thân lập mệnh. Tuy Lỗ Chí Thâm hành xử lỗ mãng, nhưng đối với lão tăng Chí Chân thì lại rất mực thành kính. Khi biết bị đuổi khỏi chùa, ông vẫn thương ngây hỏi Chí Chân, sư phụ bảo đệ tử đi đâu để an thân lập mệnh. Lúc ấy, cao tăng Chí Chân cho ông một bài Phật kệ, ứng nghiệm suốt cuộc đời ông sau này, ngộ lâm nhi khởi, ngộ sơn nhi phú, ngộ thủy nhi hưng, ngộ giang nhi trì. Giải nghĩa là gặp lâm, thì khởi sự sau này gặp lâm sung, gặp sơn, thì dầu sau chiếm núi Nhị Long Sơn làm đầu lĩnh dập cỏ, gặp thủy, thì hưng lên Lương Sơn thì hử, gặp giang, thì dừng về sau Tống Giang đầu hàng quy thuận triều đình, rồi đưa ông tới một nơi tu hành khác chùa Đại Tướng Quốc. Trên đường đi gấp rút, Lỗ Chí Thâm vẫn như xưa hành thiện giúp dân trừ bạo, như đại náo thôn đào hoa, hỏa thiêu chùa ngõ quán, cũng như khi ông đánh trấn quan Tây, nhìn như là hành vi bộc phát, nhưng thực chất đó đều xuất phát từ đạo nghĩa, là sứ mệnh duy hộ chính nghĩa trong nhân gian. Có lẽ chính do Lỗ Chí Thâm bộc trực chính khí, cho dù có xuất gia vẫn gây nhiều náo loạn, trưởng lão Chí Chân cũng chỉ có thể giúp đến đây, điểm hóa cho ông rồi cố gắng thu xếp để ông đi tiếp tiền trình. Độc giả xem xong đoạn này có lẽ đa số phải mỉm cười, càng thêm yêu mến sự bộc trực mộc mạc của ông. Tại chùa Đại Tướng Quốc, Lỗ Chí Thâm cũng bị chúng tăng lạnh nhạt điều đi trông coi vườn rau, do nơi đó có 20-30 tên vô lại hay gây sự, thân hình cao lớn hung hãn của ông có thể đối phó với chúng, thêm nữa là để ông đi xa, tránh cho chùa lại gặp vận rủi như ở Văn Thù Viện khi xưa. Lỗ Chí Thâm vừa tới khu vườn, bọn vô lại kia nghe tin liền tới gây sự. Mấy kẻ đầu trò Trương Tam, Lý Tư lấy lý do chào hỏi chúc mừng làm cớ, giả bộ chắp tay đứng bên hố phân hành lễ, ý đồ để ông đến gần sẽ ra tay đẩy xuống. Lỗ Chí Thâm tâm cơ linh mẫn, nhìn qua là rõ âm mưu, mặt tỉnh bơ bước lên phía trước. Hai kẻ kia tưởng ông trung kế, cùng nhau tấn công, ôm chặt hai chân ném ông xuống hố phân. Bọn chúng nghĩ ra tay đột ngột chắc thắng, ai ngờ Lỗ Chí Thâm đảo chân tung người đá văng hai tên xuống hố. Rồi ông lớn tiếng quát mắng, uy thế hoàn toàn chấn nhiếp lũ đàn em. Nguyên đám người này là những kẻ hư hỏng ở các thôn lân cận, dựa vào trộm cắp rau màu để mưu sinh. Thấy Lỗ Chí Thâm công phu phi phàm như vậy, quên cả việc bị đá rơi xuống thùng phân, thành thực bái phục mà nguyện theo ông cải tà quy chính, phò tá cho ông. Ai hay, chùa Đại Tướng Quốc cố ý điều ông đi xa cho khuất mắt, ông lại chế phục ngay được lũ vô lại gây hại cho chùa. Hôm sau, bọn họ mang rượu thịt tới chính thức bái kiến ông. Lỗ Chí Thâm bản chất là vị anh hùng hào sảng cương trực, thấy chúng nhân có ý hối lỗi nên vui vẻ biến thù thành bạn, tụ tập cùng mọi người thoải mái uống rượu. Đang lúc rượu nồng tay nóng, bỗng nghe tiếng quả kêu váng trên cây, nhiễu loạn cuộc rượu. Do là cây dương liễu cổ thụ bên tường có thêm tổ quả, hàng ngày tiếng quả ầm ĩ om sòm liên tục. Dân trong thôn định đi mượn thang trèo lên giữa tổ quả, ai hay Lỗ Chí Thâm tiểu ý đương nồng, bước tới trước gốc cây thi triển thần lực. Đây cũng là câu chuyện kinh điển để đời của Lỗ Chí Thâm. Trong tiểu thuyết mô tả, cởi áo ra, đưa tay phải xuống, cúi thân ôm sát gốc, tay trái túm chặt thân cây, vặn mình lôi bật cả gốc rễ cây dương liễu. Chúng nhân kinh ngạc, nói ông là La Hán giáng phàm, có khí lực ngàn cân, quỳ sụp cả xuống lại như tế sao. Lỗ Chí Thâm chưa dừng ở đó, còn hẹn chúng nhân khi khác xem võ công dùng khí giới của ông. Lỗ Chí Thâm nhổ bật gốc dương, không phải cố ý dương oai, mà là đang lúc rượu say mà bản năng bộc phát. Ông hẹn biểu diễn công phu, vì ông cho là việc nhổ bật gốc dương chỉ đơn thuần sử dụng sức vóc, còn việc múa cây thiền trượng nặng mấy chục cân đòi hỏi phải tổng hợp cả kỹ xảo võ thuật thân pháp, đó mới là công phu thực sự. Ngôn hành của Lỗ Chí Thâm như thế, chẳng phải là ấn chứng cho lời của cao tăng Chí Chân nói về ông, thượng ứng thiên tinh, tâm địa cương trực. Mệnh ứng với tinh tú trời cao, tâm địa cương trực đó sao? Một ngày nào đó mà thành, chính quả phi phàm, thì đâu có phải là lời vô căn cứ. Lỗ Chí Thâm một gậy thiền trượng đánh Phương Lạp ngã ngựa, lập được đại công. Tống Giang khuyên ông hoàn tục làm quan, cưới vợ sinh con, rạng rỡ tổ tông. Chí Thâm nói, sái ra lòng đã nguội lạnh, không muốn làm quan, chỉ mong tìm được một nơi thanh tịnh an thân lập mệnh đã đủ lắm rồi. Tống Giang khuyên ông làm sư trụ trì một ngôi chùa lớn nổi tiếng trên núi, ông lại một mực cự tuyệt, nói, không cần đâu. Nhiều nữa cũng vô dụng, chỉ cần mong được tấm thân nguyên vẹn là tốt lắm rồi, không dám mong cầu gì hơn. Vì sao lòng đã nguội lạnh rồi?
khẩu hiệu thay trời hành đạo của Lương Sơn giờ đã biến đổi. Lộ Chí Thâm rõ ràng phản đối Chiêu An, chỉ một câu nói đã chỉ ra văn võ bá quan trong triều phần nhiều là bọn gian tà. Sở dĩ ông vẫn còn đi cùng Tống Giang, hoàn toàn là để làm tròn cái nghĩa huynh đệ. Đội quân Lương Sơn bị triều đình dùng làm con cờ, lấy giặc diệt giặc, đánh đông dẹp tây, ác chiến hết trận này đến trận khác, các tướng sĩ máu đổ đầu rơi, chết thảm hơn phân nửa. Tống Giang mưu cầu địa vị đổi lấy công danh, Lỗ Chí Thâm nhìn thấu mà lòng nguội lạnh chua xót. Biết bao chuyện giết chóc trong quá khứ, bao lần cất cao khúc hát máu và lửa của thời xuân thu, giờ đây ông dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thứ gì cũng đều không cần, chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh, đời này không hoàn tục, một thân khoác tăng bào đến phút cuối cùng. Đây chính là Lỗ Chí Thâm, minh mẫn sáng suốt, xuất sắc hơn người. Kết quả là, nhóm người Tống Giang cuối cùng từng người bị triều đình hại chết. Buổi tối đêm trung thu, tại chùa Lục Hòa Hàng Châu, Lỗ Chí Thâm nghe thấy tiếng sóng lớn trên sông Tiền Đường như tiếng trống trận dợp trời kéo đến. Tăng nhân trong chùa cho ông biết đó là tiếng triều tín. Chí Thâm bỗng nhớ đến câu kệ mà sư phụ Chí Chân đưa cho mình: Phùng Hạ Nhi cầm, Ngộ Lạp Nhi chấp, Thính Triều Nhi viên, Văn Tín Nhi tịch. Quả nhiên mọi chuyện đều đã ứng nghiệm. Ông bắt sống Hạ Hầu Thành, bắt sống Phương Lạc. Chí Thâm vỗ tay cười hỏi ý nghĩa của viên tịch, cười rằng: Nếu như chết được gọi là viên tịch, sái ra đêm nay ắt phải viên tịch rồi. Thế là ông bèn tắm gội thay đồ, viết ra lĩnh ngộ của mình, đốt một lò hương, xếp bằng đà tọa, viên tịch niết bàn. Câu kệ viết rằng: Bình sinh chẳng tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, chợt tỉnh tháo tung dây thừng vàng, tới đây giật phăng chiếc khoáng ngọc. Tiền Đường nghe sóng chiều vang dội, mới tỉnh ra rằng ta là ta. X51 story luận bàn. Nhìn lại thế gian, biết bao anh hùng tóc bạc da mồi, biết bao mỹ nhân vào tuổi xế chiều, sống chết chỉ trong nay mai, phấn son nay chỉ còn lại nắm cho tàn lạnh lẽo. Nhưng thế nhân có mấy ai đã từng nghĩ qua, thật sự nhận thức bản thân mình là ai? Mỗi người đều có Phật tính, chỉ là đã bị rất nhiều thứ nơi thế tục che lấp mất. Những lời tuyệt bút trước lúc viên tịch của Lỗ Chí Thâm, thứ bị giật đứt là gông xiềng của danh lợi, trói buộc của yêu hận tình thù. Hôm nay mới biết ta là ta, đó là đại triệt đại ngộ thật sự. Ông là trang nam tử hào hán đội trời đạp đất, đằng sau vẻ bề ngoài lỗ mãng ngang ngạnh lại là một trái tim tràn đầy từ bi thuần thiện. Không kể vinh nhục được mất, không từ bỏ một cơ hội cứu giúp người, đâu đâu cũng đều vì người khác, trước sau không nghĩ gì về bản thân mình. Những chuyện chịu thiệt về mình ông đều đã chấp nhận, còn những chuyện chiếm lợi riêng cho mình ông lại chẳng tha thiết chút nào. Một đời của Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm là một chuỗi buông bỏ, cộng thêm không ngừng hoàn thiện bản thân. Hào hiệp như vậy, từ một hòa thượng rượu thịt không giữ thanh quy giới luật đến từng bước bước lên đài sen, tu thành chính quả. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.